Tiền Giang, Phật giáo tỉnh khai mạc tuần lễ Phật đản Phật lịch 2564. Sáng ngày 30 tháng 4 năm 2020, nhằm ngày 8 tháng 4 năm Canh Tý, dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Huệ Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Chư Tôn Đức Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã trang nghiêm tổ chức khai mạc tuần lễ Phật đản Phật lịch 2564 tại lễ đài chính, giảng đường Huệ Đăng, chùa Vĩnh Tràng, ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Mùa Phật đản về, không khí thiêng liêng và an lành dường như thêm trải rộng khắp đất trời, cùng lan tỏa mạnh mẽ trong huyết quản bao người con Phật. Trong buổi lễ khai mạc Phật đản năm nay tại tỉnh Tiền Giang, do ảnh hưởng của dịch bệnh, thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và công văn hướng dẫn của Ủy ban Nhân dân tỉnh, chư tăng ni và Phật tử không tập trung đông, nhưng không vì thế mà sự thiêng liêng của ngày lễ bị suy giảm. Trước lễ đài uy nghiêm, sau phần tuyên bố lý do của Đại đức Thích Huệ Pháp, Chánh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Hòa thượng Thích Huệ Minh đã có lời phát biểu khai mạc. Phật đản là sự kiện thiêng liêng và trọng đại của Phật giáo. Dù ở bất cứ nơi đâu, trong tình huống gì, thì người con Phật cũng phải dành tấm lòng thuần tịnh, thành kính hướng về Đấng Thế Tôn. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh, nên chúng ta không thể tổ chức đại lễ đông đảo như mọi năm. Thay vào đó, tăng ni và Phật tử phải nỗ lực làm nhiều công tác từ thiện, an sinh xã hội, giúp đồng bào đang gặp khó khăn, thực hiện lời Phật dạy, đem lòng từ bi cứu khổ ban vui đến cuộc đời. Sau buổi lễ khai mạc hôm nay, trong suốt tuần lễ Phật đản này, chúng ta phải luôn giữ tâm thanh tịnh, trú dạ lục thời, tinh tấn trì tụng kinh văn hồi hướng, cầu nguyện cho thế giới luôn được hòa bình, đại dịch sớm kết thúc để mọi người được an lạc, xã hội ổn định, đất nước phồn vinh. Sau lời phát biểu khai mạc của Hòa thượng Thích Huệ Minh, chư tôn đức trang nghiêm trước tôn tượng Phật Thích Ca sơ sinh, niêm hương cúng dường, tụng kinh khánh đản, kinh chuyện pháp luân và thực hiện nghi thức tắm Phật, hồi hướng cầu nguyện thế giới hòa bình, Phật pháp xương minh, chúng sanh an lạc. Yeah.